Sáng ngày 2 tháng 10, hàng trăm người dân từ thành phố Đà Nẵng đi Quảng Nam được lực lượng chức năng tại các chốt kiểm soát dịch yêu cầu quay trở về thành phố do thiếu giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 theo hướng dẫn mới của tỉnh này ban hành ngày 1 tháng 10. Ghi nhận tại chốt kiểm soát dịch Điện Thắng Bắc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, trong vòng 1 giờ đã có hàng trăm phương tiện từ thành phố Đà Nẵng xếp hàng tại chốt để được kiểm tra giấy tờ vào địa phận tỉnh Quảng Nam. Tuy nhiên, nhiều người dân đã phải quay trở lại thành phố Đà Nẵng do thiếu giấy xét nghiệm SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ theo quy định. Nhiều người dân cho biết, do văn bản của tỉnh Quảng Nam nhiều phần mục nên đã đọc không hết các quy định, tưởng chỉ cần khai báo y tế khi qua chốt nên đã thiếu giấy xét nghiệm. Những trường hợp từ thành phố Đà Nẵng vào Quảng Nam và ở lại cần tự theo dõi sức khỏe, không hạn chế đi lại. Nếu tiêm đủ 2 liều vaccine với mũi cuối cùng cách ngày đi ít nhất được 14 ngày hoặc đã khỏi bệnh COVID-19. Nếu không đáp ứng 2 yêu cầu trên thì phải cách ly y tế tại nhà 7 ngày. Tất cả các trường hợp từ thành phố Đà Nẵng vào tỉnh Quảng Nam đều phải cung cấp giấy tờ cần thiết hoặc mã QR trên ứng dụng BC COVID. Đồng thời, người dân muốn vào tỉnh Quảng Nam cũng phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ và thực hiện khai báo y tế theo quy định.